Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ số tiền cát xê khi hát tại đám cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt. Tại đám cưới của cặp đôi Jin, Pu, Mr. Đàm đã đến chung vui ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Anh còn lên sân khấu hát góp vui cũng như gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng son. Điều này cho thấy tình cảm đặc biệt của nam ca sĩ dành cho đôi nghệ sĩ trẻ. Mới đây, Mr. Đàm chia sẻ trên trang cá nhân những thông tin thú vị xoay quanh đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Cụ thể, anh không tiết lộ cụ thể số tiền mừng cưới cho cô dâu và chú rể nhưng chia sẻ về món quà được anh đặt từ Mỹ về. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh đã đặt ngay chiếc chăn rất êm ái từ nước ngoài khi nhận được lời mời đám cưới của Jin, Pu. Nam ca sĩ cho biết anh và gia đình rất thích dùng loại chăn này nên muốn dành tặng cho đôi vợ chồng son. Đặc biệt, giọng ca chén đắng còn tiết lộ các cát xê của anh khi hát đám cưới của Puka, Jin Tuấn Kiệt là hoàn toàn miễn phí. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, Mr. Đàm còn nhiệt tình lên sân khấu góp vui những bản tình ca khi đến dự đám cưới của cặp đôi tại Đồng Tháp. Anh cho biết, thông thường thù lao đi hát show đám cưới của anh có thể lên đến 400 triệu đồng một show nhưng lần này vì tình cảm trân quý dành cho đàn em nên anh không tính chuyện tiền nong. Không chỉ ở đám cưới Jin, Pu, Mr. Đàm còn hát góp vui ở đám cưới Phương Lan, Phong Đạt và hoàn toàn không lấy cát xê. Vì mọi người hay đồn Đàm Vĩnh Hưng đi hát đám cưới mắc tiền, mà thật là như vậy. Xong rồi tự nhiên bây giờ hát chùa, hát free nên ai cũng ngạc nhiên. Nhưng mà thật ra mọi người hay nghĩ ca sĩ thì chơi với ca sĩ, nhưng ca sĩ cũng chơi với kịch sĩ, diễn viên thân lắm đó, Mr. Đàm chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.